Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin được nói về tiểu sử hot girl ngực khủng lắm thị phi, Mon 2K là ai? Mon 2K, tên thật là Trần Ngọc Ánh, sinh năm 1994. Cô là một trong những hot girl thị phi nhất mạng xã hội hiện nay, bên cạnh Thúy Vi, Ngân 98. Thông tin tiểu sử Mon 2K. Tên thật, Trần Ngọc Ánh. Năm sinh, 1994, mặc dù nickname là Mon 2K, nhưng cô ấy không sinh năm 2000. Quê quán, thành phố Hồ Chí Minh. Lý do nổi tiếng, khoe thân xác và các chiêu trò câu fan trên mạng xã hội. Nghề nghiệp hiện tại, quảng cáo, mẫu ảnh tự do. Những chia sẻ đời tư của hot girl Mon 2K. Được biết hiện tại, Mon 2K đang kinh doanh và làm việc với các nhãn hàng, thu nhập hàng tháng lên đến hàng trăm triệu đồng. Với công việc hiện tại, cô nàng đã có thể phụ giúp gia đình, xây một căn nhà nhỏ ở quê cho ba mẹ. Đặc biệt dù khá ồn ào, nhưng Mon 2K lại không có ý định gia nhập showbiz vì bận kinh doanh. Có lẽ, một trong những vấn đề cộng đồng mạng xã hội tò mò là liệu Mon 2K có xây dựng hình ảnh bản thân để cập kè đại gia hay không? Về vấn đề này, cô nàng khá thẳng thắn cho rằng bản thân mình đủ khả năng kiếm tiền, không cần nhờ đến đại gia. Tuy nhiên, cô thừa nhận rằng mình quen đại gia để học hỏi kinh nghiệm sống và kinh nghiệm làm giàu. Và minh chứng là, sau một năm gắn bó với người đàn ông thành đạt, Mon 2K tự nhận thấy mình trưởng thành, chín chắn hơn nhiều trong cách đối nhân xử thế, cả tư duy và lối sống. Mon 2K, hot girl tai tiếng, gắn liền với những hình ảnh sexy bạo. Hiện nay, các hiện tượng mạng xã hội trở nên khá phổ biến giúp nhiều cá nhân, tổ chức trở nên nổi tiếng, cũng như góp phần phát triển thương hiệu của bản thân. Tuy nhiên, ranh giới giữa nổi tiếng và tai tiếng vẫn còn khá mỏng manh. Nhiều người đã lợi dụng xu hướng để được nhiều người biết đến nhờ vào tai tiếng, và Mon 2K là một trong những hiện tượng như thế. Khởi đầu khá bất ngờ và táo bạo khi Mon 2K và bạn thân Ngân 98 tung clip đại chiến vòng 1. Hai cô nàng không ngần ngại văn tục, buông lời chê bai những bạn vòng 1 khiêm tốn. Dù hành động nhận khá nhiều gạch đá, nhưng lại làm tăng lượt theo dõi Facebook vù vù đến chóng mặt. Không dừng lại ở đó, như một luồng sóng ồ ạt, Mon 2K thỉnh thoảng lại gây sốc dư luận với những ảnh thiếu vải khiếm nhã, phát ngôn gây sốc và hành động táo bạo bị cho là phản cảm. Đứng trước sự chỉ trích của dư luận, Mon 2K có lần đã giải thích rằng đó là sự bốc đồng của tuổi trẻ. Nhưng và rồi đâu lại vào đấy, Mon 2K chưa bao giờ ngần ngại vượt rào xóa bỏ mọi ranh giới văn hóa, chuẩn mực xã hội. Hết theo trào lưu Beauty Challenger, hôn bạo trên sóng truyền hình, rồi đến clip gợi cảm với Ngân 98. Tuổi trẻ ai cũng có những lần nông nổi, khao khát vượt qua giới hạn và chứng tỏ nhan sắc, khả năng bản thân. Nhưng đã 3 năm trôi qua, bủa vây cái tên Mon 2K vẫn là những tai tiếng và chỉ trích của dư luận. Thiết nghĩ ai cũng khao khát sống theo tuổi trẻ, đam mê và cái tôi bản thân, nhưng điều gì cũng có giới hạn và hãy suy xét thật kỹ để nhận được quả ngọt khi thanh xuân đi qua. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ trên sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích và lý thú. Nếu các bạn có bất kỳ một mối quan tâm, một ý kiến đóng góp hay thậm chí một lời phàn nàn nào đó, các bạn vui lòng comment phía dưới video này, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng đón nhận và cảm ơn chân thành đến các bạn. Xin các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách nhấn vào nút đăng ký, like, share để kiến thức được lan tỏa. Cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn.